chốt mình vô. Vô xong gắn cái cây vô. Vô nguyên. Rồi xong. Gắn lên xe. Xe mình sẽ có cái bàn. Bàn bắt vô trong cái đây. Đấy nha. Bắt vào đây. Vô đây là. Bắt vô đây. Chắc vô đây mình nha. Ở dưới này. Khởi động nó lên như cái gì? Bấm cái nút ở trên này. Trên này sẽ là một độ dry ghi. Rồi chúng ta sẽ đi thôi quý vị ơi.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video lần sau.